khi nhận được yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi an toàn. Theo đó, thí sinh thuộc diện tiếp xúc gần F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát được tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0, người thí sinh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, không thể tham gia dự thi, sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác. Nếu thí sinh là F0 đang được theo dõi cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ. Trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.